Dạ, chúng em là bên ngân hàng Xyderic ạ. Ủa ngân hàng gì? Nhà tôi có vay mượn gì đâu mà ngân hàng tới kiếm. Dạ không phải đâu chị ơi, bên ngân hàng của chúng em á là cho vay hỗ trợ vốn cho người dân tiêu dùng á chị. Ôi dạ, nhà tôi không ai cần vay gì trơn á, đi về về giùm tôi cái, không có cần. Cái mức vay của bên mình á là đang hỗ trợ nằm trong chương trình vay vốn tiêu dùng cho người dân của mình là mức thấp nhất là 10 triệu, cao nhất là 50 triệu, mà đặc biệt á ưu đãi lãi suất á hấp dẫn là chỉ có 0.8% thôi chị. Thôi mấy chị đi qua hộ khác đi, ở đây tụi tôi không có vay đâu. Thấy không, nhà cửa tôi vậy nè. Ôi không có cần vay gì trơn, ngầm ơn đi ra khỏi nhà tôi đi. Hai chị bình tĩnh để nghe em giải thích nè. Tại vì chương trình của ngân hàng á vay vốn tiêu dùng cho các mọi người dân á trong thôn mình họ vay cũng nhiều lắm ở ngân hàng của chúng em. Nào là ví dụ như mấy chị vay á mức thấp nhất á là 10 triệu để tiêu dùng trong gia đình và cao nhất là 50 triệu với giá lãi suất rất là thấp, cực kỳ hấp dẫn luôn, chỉ có 0.8 thôi. Tính ra là một tháng là có 800.000. Mà mấy chị vay từ 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu đến 50 triệu. Có thể là sắm sửa đồ dùng gia đình nè, chi tiêu nè, như là mua máy lạnh nè, mua máy giặt nè. Có thể mình sửa lại nhà cửa mà mình được là làm một lần một như vậy. Khi mình có một số tiền mình vay của ngân hàng á, nó rất tiện và lợi luôn đó mấy chị. Ê, nghe bà nói cũng có lý ha. Hôm ấy chị em mình hùng nhau đi mua cái máy lạnh công nghiệp đó, gắn cái chòi mà má máy xây ngoài sau nè, cho nó mát. Bữa trưa ra ngồi đánh bài. Còn mấy mua thêm cái tủ lạnh đi. Ta thấy nhà bà Sáu á, chọn bữa đêm về cái tủ lạnh cho má vậy nè. Thằng con bảo ác mặt tù nó mát đã lắm mày. Trời ơi, thằng nhỏ nó mở cửa nó ngồi trong cái lạnh cả ngày luôn á. Mua tủ lạnh đó đi. Cái tủ lạnh mà không đóng tiết đúng không? Ai biết đâu nè, thấy ghim về cái tủ lạnh cho má vậy mà để cái kẹp vậy nè. Được ấy em, mà chị hỏi thử ơi. Mà nhà ra vậy á rồi à, góp được tới mấy năm luôn hả? Dạ, bên em á là chỉ có thể góp được 1 năm, 2 năm, 3 năm tùy ý của chị. Ôi. Mà mỗi lần góp nhiêu? Dạ, thì tính ra là 0.8 là một tháng á, mấy chị chỉ đóng cho ngân hàng của tụi em á là có 1.50.000 à. Như là buổi sáng này hai chị chỉ cần là nhịn tô hủ tiếu nè hoặc ly cà phê là cũng đủ một tháng là góp trả cho ngân hàng tụi em rồi, là có 1.000.000 à hơn à. Nhiều quá vậy? Ê, nè đừng tưởng tôi ngu nha. Trời ơi, 0.8 tính ra 3 năm hả, tới mấy chục triệu của người ta. Ok. Tại vì chị trả, nếu mà chị trả bên khác á, một lần chị thấy là mấy chục triệu. Nhưng bên em á, hỗ trợ chị là trả 1 năm, 2 năm, 3 năm. Một tháng chị có thể trả 1 triệu, 2 triệu hoặc là mấy trăm ngàn cũng được nha chị. Đó. Chị ơi, tính ra mắc hơn tiền hụi của chị em vô. Đó, nhiều tiền lắm. Đó. Cái ngoài sao, cái chòi bà má mới xây đó. Mình mua cái máy công nghiệp. Ừ, cái máy công nghiệp á. Dạ. Mát thì lắm, bao trò. Em dắt người yêu về nha, em dắt người yêu ngồi. Mày sao hay vậy quá à? Dạ, sếp em mới báo lại là ưu đãi cho hai chị là vẫn được 0.3 theo như yêu cầu của khách hàng. Đó, thấy chưa, mình thấy tao hay không? Hay, được á, bà trả giá được. 0.3 được rồi. Bây giờ mấy chị vay 50 đúng không ạ? Ê, khoan. Cho hỏi ví dụ như dây vậy đó rồi có cần phải cầm cố gì cho mấy người không? Đúng rồi đó. Lỡ dạ không, thì chương trình vay vốn này nè ai cũng biết hết, nông thôn mình cũng đã có bao nhiêu người vay rồi chị, không có cầm cố gì hết trơn á, chỉ cần là em chị em mình ký hợp đồng với ngân hàng rồi mà ký vào thôi là mình đi ra nhận tiền à. Trời ơi đã mà có cầm gì trơn luôn. Vậy em đưa hợp đồng cho hai chị coi đi. Dạ, đây là hợp đồng bên ngân hàng của em. Em mời hai chị đọc kỹ xong rồi mình sẽ ký tên như đây nha chị. Dạ, cái chính sách bên đây là 0.8% nhưng mà giờ tụi em chỉnh sửa lại là 0.3% cho hai chị. Trời ơi, gì mà tiếng Anh với số không vậy chị? Chị Bảy, chị có biết không? Chị đọc đi. Mày giỡn mặt tao hả? Tao có đi học tao biết chữ đâu mà đọc mày. Chị ơi, tại vì bên ngân hàng của em á có làm việc với lại chính sách bên công ty nước ngoài nên cái hợp đồng của mình là tiếng Anh không á chị. Bây giờ chị chỉ cần ký vô đây cho em nè. Cái tờ này với cái tờ này là được rồi. Ký là được rồi đúng không? Dạ, là chị đi theo tụi em ngân hàng lấy tiền. Chị không. Bây giờ mình có cải tiến rồi đó. Mình chỉ cần cầm bút mình ký là xong rồi, mình không cần chấm chỉ giống như hồi xưa nữa chị. Vậy em ký tên chị nha. Ký tên chị. Mẹ cái gì đừng ký. Mấy người này lừa đảo đó. Lừa đảo gì? Trên mạng á người ta cảnh báo đầy luôn. Mấy người này á là lợi dụng bà con mình không có hiểu biết, xong rồi đưa ký giấy tờ này trả lại cả đời luôn á. Thì ra mấy người gạt hai chị em tôi đúng không? Không có đâu. Tại vì vậy hợp đồng này á là bên ngân hàng có chính sách rõ ràng, trong đây có đầy đủ mà anh, tụi em đâu có lừa đảo gì đâu anh. Thôi, mấy người lúc đầu nói ngon nói ngọt vậy á, xong rồi về á lãi mẹ để lãi con trả hoài cũng hết.
đúng rồi con, chỉ có là 0.8 con rẻ lắm con. Dạ. Trong hợp đồng của mình á, bây giờ hiện tại là 0.8 nhưng mà sau khi ký em sẽ về chính sách em sửa lại là 0.3 theo yêu cầu của chị, là mình chỉ trả 0.3 thôi anh. Trời, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu người ta ký trước xong rồi về sửa lại, rồi mấy người có sửa không hay bắt người ta trả lãi hả? Nè, à, đó, mẹ với dì ký đi. Ký vô bút xa là bà bãi gà trả lãi cả đời luôn đó. À, thì ra là lừa gạt chị em tôi đúng không? Đi đi đi, tôi không nha. Ra khỏi nhà tôi. Đi đi, lẹ đi. Ở đây không? Dạ, tôi đi đi. Chị bán không em đi. Trước khi vay phải cân nhắc thật kỹ, đọc rõ hợp đồng, hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng. Rất nhiều người bị dính vô trường hợp này, mang nợ cả đời, trả không nổi. Đừng nghĩ trên phim mới có, ngoài đời có rất nhiều.